chuyến xe lại tiếp tục lăn bánh, đưa các cặp cha con mới lên đường. Họ là ai? Điều gì đang chờ đón họ? Chuyến đi xa mẹ 36 giờ lần này chắc chắn sẽ là những nhiệm vụ bất ngờ, thú vị và hoàn toàn mới, đem lại những bài học quý giá dành cho hai bạn nhỏ. Các ông bố và những đứa con đáng yêu đã sẵn sàng. Hãy đón xem cha con hợp sức vào lúc 16:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Hành trình lần này có sự tham gia của 4 người đàn ông nên không tránh khỏi những vụng về. Khá lúng túng và gặp nhiều khó khăn cộng tai nạn với thuyền bè nên cha Thành Vinh và Nguyên Khang gặp nhiều bất lợi trong các phần thi dưới nước. Bởi vậy trong nhiệm vụ đầu thì hai cha con đã tạm thời bị đội bạn dẫn trước một điểm. Không biết trong các nhiệm vụ tiếp theo có rơi vào nhược điểm của hai cha con nữa không? Trong thời gian 10 phút, hai cha con phải mang lá cờ tiếp sức, vượt qua các chướng ngại vật theo thứ tự. Con vượt qua đoạn đường cao su, cha vượt qua trạm lắc lư trên không, cha tiếp tục vượt qua sào xa đơn. Con di chuyển qua bãi chuông im lặng. Sau đó, cả hai cha con phải cùng leo dốc và cắm cờ tại đỉnh dốc. Mỗi chướng ngại vật vượt qua thành công trong thời gian quy định được 1 điểm. Đội nào có thời gian hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn được cộng 1 điểm. 3 phút dành cho hai cha con bản chiến thuật bắt đầu. Không ai tới đây, thấy chưa? Tới đây và chạy lại và đưa cờ cho con, và con đưa cờ cho ba. Đưa cho ba, con luôn chạy qua đó đúng không? Con đứng vào cái bàn này nè, con đứng cái cạnh này, con ỉnh lên vậy nè, ha, thì nó sẽ vững, con không có té. Đứa bình thường thôi, đứa dứt chân dài ra. Đứa sợ đi rồi, qua đây nhanh lên, con phải làm nhanh lên. Đó, xong tới đó bò, nghe chưa? Chút mà cứ bò nhanh lên, vô chỗng bò lẹ được rồi, thấy không? Đó, để đụng lon á. Con thấy chỗ nào mà lon cao cao con bò xuống. Rồi nằm sát xuống luôn cũng được, nằm sát xuống luôn. Ừ, đừng có sợ dơ. Bẻ qua đây liền, đó. Như rắn vậy đó. Đó, nhớ nha, bò mình bò như chú bộ đội bò vậy đó rồi. Chúng ta sẽ chơi bình thủ xì. Để à, người thắng sẽ được quyền đây. Chọn chơi trước hay chơi sau. Thủ xì. Mày chơi sao hết á. Mình chơi sao. Rồi, giờ hai cha con mình chơi trước. Rồi. Thời gian. Để cho bé Minh Chí và ba Trung thực hiện nhiệm vụ. Bắt đầu. Tốt. Tốt lắm con trai. Mẹ em té. Qua đây. Yeah, đưa ba lắc à. Tốt rồi ba. Cái khúc này khó thiệt á con trai. À, khó. Thủy độc kerosene. Thôi, ba phải nắm được cột thứ cột mà ba đang. Cái này nó xa hơn. Chấp nhận mất một điểm này. À. Để tập trung cái điểm kia. Cái này là ba đi không hết cái chỗ này. Thấp xuống. Đúng rồi. Thấp đầu xuống. Ê, đụng một cái. Tiếp đi. Chậu. Cúi thấp xuống, cái đầu thấp xuống nữa. Đúng rồi. Cái chừng gió, cái kia nó lắc kìa. Ê, gió quá từ từ. Bị dính bẫy rồi.
Thấp đầu xuống. Thấp đầu xuống. Đúng rồi ha. Đúng rồi. Qua đi, đã lỡ trúng cái đó rồi cứ qua cái chỗ đó đi. Tốt. Đúng rồi con, tốt lắm. Cứ thấp đầu. Tiến tới đi. Thấp đầu. Hai cái là cái chỗ đó nguy hiểm nhất đó con. Đừng để trúng. Nhanh. Tốt. Tốt. Chết cha, ba cái uổng quá. Đợi lại từ đầu nhanh đi con. Mình vẫn còn cơ hội. Nè con, cái góc mấy ngoài cao hơn. Ừ, sát liền, đúng rồi. Đúng rồi, né chỗ đó đó. Cố lắm, đúng rồi, tiếp đi. Thấp đầu. Hai. Thấp đầu, cẩn thận. Cái chân, qua, quẹo qua đây, quẹo qua phải. Đúng rồi, qua đây. Đúng rồi, đó. Thấp. Đấy, bên kia. Con hẻm ra bên kia mà. Rồi. Thấp đầu, đúng rồi, hai cái không sao. Thấp đầu, thấp mông. Từ từ. Đúng rồi. Rồi, lên đây. Vậy là lúc đó con mới leo ra. Anh bị sổ. Rồi nha, chuẩn bị. Được chưa? Ok. Rồi, leo lên. Cánh cờ lên. Xin lỗi đời quá đen. Nghe chưa? Ok. Rồi, rồi lên. Cắm vô. Cắm vô. Yeah. Giơ tay lên. Giơ lên. Nóng quá rồi, leo xuống. Thời gian để Nguyên Khang và Ba Vinh thực hiện nhiệm vụ bắt đầu. Quay lại con, quay lại, nhanh lên. Rồi, qua đây, qua đây. Ừ. Nhảy qua. Ừ, qua đây, đây nè. Nhảy qua. Ừ, con nhảy qua luôn, không có sao đó. Ừ, qua đây. Ừ, qua đây. Rồi. Đến tài sáng. Cố lên Nguyễn Khang. Cố lên nha, vừa qua cái cảnh Reaper. Cẩn thận anh Sơn. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên vô phạt. Coi nó một vòng. Cẩn thận. Một cái thôi. Không biết hoàn thành. Cầm xét vô bên góc này nè. Nhanh lên con. Cố lên. Xét luôn, xét xuống dưới lên luôn. Khang, cố lên. Xét xuống nữa, xét nữa. Xét xuống. Trượt thôi, đừng có ngóc đầu lên. Xét xuống. Ừ, đừng ngóc đầu lên. Đừng có sợ dơ. Cái đụng rồi kìa. Đúng không? Lên kia, ừ. Khang, cố gắng lên Khang. Cúi xét xuống. Cúi cỏ dũng không? Đúng rồi. Cúi xét nữa nè, nè đó, đúng rồi. Cúi xét nữa, xét cũng bò xuống luôn. Để mặt chạm đất luôn, mặt chạm đất luôn. Khang, ừ. Bên này đó Khang. Bên đây con, bên đây nè. Bên này. Chạm xe xuống luôn, chạm xuống luôn. Bò xuống dưới luôn. Bò xuống dưới luôn, ừ. Bò luôn, để tay thấp xuống. Đừng có bước chân lên, qua luôn. Chọn vừa từ từ thôi, từ từ thôi.
Chữ dấp, từ từ thôi. Rồi. Để em cầm cho. Cầm đi. Cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên đồ. Cố lên, cố lên đồ. Cố lên, cố lên đồ. Yeah. Như vậy là trong nhiệm vụ này thì bé Nguyễn Khang đã vượt qua các thử thách và có thời gian ngắn hơn. Thì trước tiên là bé Nguyễn Khang được thưởng 1 điểm. Ngoài ra, cả hai gia đình đã vượt qua được 3 chặng, mỗi chặng được tính 1 điểm. Vậy là trong phần 1 của nhiệm vụ 3, tổng số điểm của Minh Trí là được 3 điểm và tổng số điểm của Nguyễn Khang là 4 điểm. Xin chúc mừng hai gia đình. Trong thời gian 10 phút, hai cha con cùng thực hiện 10 lượt đá bóng vào các ô trống trên khu vực quy định. Con sẽ phải thực hiện ít nhất 4 lượt. Bóng lọt vào ô dưới cùng được 1 điểm, bóng lọt vào ô giữa được 2 điểm, bóng lọt vào ô trên cùng được 3 điểm. Sau 10 lượt, đội nào có tổng số điểm lớn hơn được cộng 1 điểm. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ huyền tù xỉ. Để chọn ai đá trước, ai đá sau. Huyền tù xỉ là cái gì? Là cái... Cho bạn đá trước. Bạn đá trước, rồi, bạn đá trước. Con đá xong đi rồi tới bạn. Con đứng nè, thấy chưa? À, đó, con đá con canh ha. Không có cần lấy đà ha. Nhắm kỹ. À, cái chân phải con phải đứng thẳng không mấy giờ. Ừ thì đứng thẳng luôn vậy con đứng sát. Đứng thẳng ba. Sao? Cố lên ba. Nhào vô. Yeah. Hay á. Rồi. Luôn hơi yếu. Con đó đi. Rồi, con đó đi. Bánh này đá nó có thoát. Trời ơi. Không sao, không sao. Lại đây, lại đây, lại đây. Đó. Thử con này coi. Con đứng đó, con đứng ngay đây nè. Xuống đi. Con này thì nó nhẹ hơn á. Con nhắm cái lỗ nha. Cố lên nha, chơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cho mình đá bánh này ba cầm đi. Ừ, chứ con giữ đi. Quá. Tung ba. Rồi, tới ba. Em tới con. Hay con tiếp. Thôi để ba. Ừ rồi con đi, con cũng được. Ráng đi, ráng xuất vô đi, nhắm cái lỗ. Trời ơi. Cái bánh này nó nhẹ lắm. Cái bánh này nó nhẹ lắm con ha. Bánh này nhẹ lắm đó, coi như con xuất con phải nương cái lực chân đá nha không? Nhìn nè, nhìn cái ông làm kìa. Rồi, Vinh Thiện. Đá chưa? Đá đi, con cứ đá đi. Còn chân trái rồi. Rồi quá. Giờ đến được ba. Thôi, ơi, ba dùng anh da luôn chứ. Trời ơi, ném vô. Nhìn vịt hư cấu. Trời ơi, ném vô luôn. Đó, ráng đi con. Lượt cuối cùng của con đó con. Trời ơi, không. Gọi ba ơi. Đây là lượt thứ tư của Nguyên Khang rồi nhá. Hai bạn được đá ít nhất là 4 trái. Đây. Tốt đẹp. Anh quá giỏi. Cố gắng lên ba. Trời. Tốt quá giỏi mừng giờ. Rồi con cuốn con đá đi. Ơi con đá. Rồi con đá đi. Trời ơi con đá. Thôi không chơi nữa. Ok. Rất không. Thôi. Trong thử thách tiếp theo, cha sẽ được thử tài cảm nhận qua vị giác. Cha bị bịt mắt ăn lần lượt 4 loại trái cây. Sau đó mô tả bằng lời cho con đoán, cha không được nhắc đến tên trong quá trình mô tả. Mỗi lượt cha mô tả trong 1 phút, thời gian con đưa ra đáp án là 30 giây một lượt. Cặp cha con nào có sự mô tả đúng luật và trả lời đúng loại trái cây nhiều hơn được cộng 1 điểm. 1 phút để ba Vinh ăn và miêu tả, bắt đầu.
Này, cái trái này nước nó ngọt lắm á. Hồi ngày qua tối qua ba chợ mới về dặn con uống á. Thích kèm. Chính xác. Xin chúc mừng bạn lên thang. Trái đầu tiên. 1 phút để ba Trung ăn và miêu tả. Bắt đầu. Chứ cái trái này cái ruột nó màu vàng, mà nó giống như, nó gần gần giống như cái trái mà ngày Tết mình hay xẻ ra mình ăn đó con. Cái trái bự bự tròn tròn đó. Cái tên nó giống giống như vậy, nhưng mà nó khác ở chỗ là cái ruột nó màu vàng và nó có những cái tơ tơ bên ngoài. 30 giây trí trả lời bắt đầu. Ráng lên con, cái trái gì? Trái ngày Tết mình ăn. 5, 4, nó giống 3, giống trái đó đó, gần 2, đúng rồi con. Ở ngoài nó có cái sọc sọc nữa. Đáp án là trái dưa hoàng kim hay gọi là dưa vàng. 1 phút để ba Vinh ăn và miêu tả bắt đầu. Cái gì nó quen quen vậy? Thử miếng nữa. Còn 30 giây. Cái trái gì mà con không thích ăn hang mà ở ngoài là nó màu đỏ, ở trong ruột màu trắng, nó có những cái chấm đen đen, hột đen 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 nhiều không? Trái gì mà nhà mình hay, mẹ hay mua con ăn đó. Ở ngoài nó có những cái cuốn hết thời gian miêu tả. Dài dài đó. Cái gì hả? Sai. Đáp án là trái kiwi. Đi chưa tới thành lòng. 1 phút để ba Trung ăn và trả lời bắt đầu. Trái này nó đỏ đỏ mà cái ruột nó trắng trắng á chị ơi, ăn nó ngọt ngọt. Mà mình đi ăn trái cây xô á, ta hay bỏ vô. Còn 10 giây. Táo. Sai. 1 phút để ba Vinh ăn và miêu tả bắt đầu ạ. Trái này chắc con không biết. Cái trái này nó màu vàng vàng luôn con, mà nó dài nha. Ở trong cái ruột nó cũng màu trắng luôn. Hạt nhỏ nhỏ như hạt dưa vậy con. Ba trả lời giùm luôn nha. Dạ. Trái gì con? Còn 20 giây. Không biết. Đáp án là dưa lưới. Bây giờ sẽ là lượt tiếp theo của ba Trung. Cố lên nha chị. 1 phút bắt đầu. Cái tên của nó là cái tên nãy mà con nói sai trong cái trái cây xô. Chính xác. 1-1, xin chúc mừng bạn Minh Trí. Mời lượt cuối cùng của ba Vinh. Cái trái này dài ở ngoài nó màu xanh xanh mà nó có gai con. Ở trong cái màu trắng nó có hột, có xế xế con. Ăn vô thì nó hơi chua chua. Phần đi uống nước thì ba hay kêu sinh tố, loại sinh tố này đó con. Mơ. Sai. 1 phút bắt đầu. Cái vỏ nó màu vàng con, cái ruột nó cũng màu vàng vàng, mà nãy bạn Nguyên Khang có một dòng đoán sai, nó giống trái dưa hấu đó con. Nhớ lại coi hồi nãy cái ruột nó màu vàng nha. Trả lời bắt đầu. Nhớ lại đi con. Còn 10 giây. Trái bò. Hai. Xin mời hai bạn mở bịt mắt ra và xem đó là trái gì. Dưa hoàng kim, cái trái dưa. Ủa cái trái này như nãy mình đoán sai. Đây là dưa lê. Dưa lê. Đáp án là dưa lê. Mình hay gọi là dưa lan không? Dưa gan. Dưa lê, dưa hoàng kim. Nó giống nhau rồi, tới cái dưa lớn như nãy. Cả hai đều hòa nhau. Và như vậy là trong phần này thì mỗi bạn đều được 1 điểm. Xin chúc mừng. Ráng lên con. Dòng sao ráng nha. Gợi ý ra nha. Con bị bịt mắt, sờ lần lượt 3 món đồ, sau đó mô tả bằng lời cho cha đoán. Con không được nhắc đến tên món đồ trong quá trình mô tả. Mỗi lượt con mô tả trong 1 phút, thời gian ba đưa ra đáp án là 30 giây một lượt. Nếu đoán sai, đối phương có quyền trả lời ngay. Cặp cha con nào có sự mô tả đúng luật và trả lời đúng nhiều món đồ hơn được cộng 1 điểm. Món đồ đầu tiên dành cho Nguyên Khang, bắt đầu. Món đồ gì mà mẹ hay mang? Nhưng mà nó như thế nào? Nó là vật gì tròn méo ra sao? Hay là nó có gì liên quan hay không con? Ở trên đầu nó cong.
ăn được không? Dạ không. Nó giống như đôi giày á, mang ở dưới chân. 30 giây để cha trả lời bắt đầu. Món đồ mà con miêu tả đó chính là dép. Chưa chính xác. Còn 5 giây. Chị dép và dép lê. Hết thời gian, xin mời ba trả lời. Đôi dép đi trong nhà. Chính xác, đó là dép đi trong nhà. Dép mày nè. Trời ơi, đi trong nhà. 1 phút để minh trí sờ và miêu tả cho ba bắt đầu. Chị mô tả nó đi con. Mô tả đi con. Con không biết mô tả cái gì. Con cứ mô tả. Nó làm sao? Nó có sọc sọc mà nó tròn như quả trứng đó bà. Rồi, tiếp. Cái này nó có mấy cái đậm nằm đào đào luôn. Nó có mấy cái lỗ á. Còn 20 giây nữa để miêu tả. Tròn. Sọc sọc. Mà có gai. Cái này có mấy cái lỗ nữa. Hết thời gian miêu tả, 30 giây để suy nghĩ và trả lời của ba. Trung bắt đầu. Quả cầu gai à? Sai. Xin mời ba Vinh trả lời. Trong 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Đáp án là gì? Dưa leo. Ờ, gai đâu mà gai. Quả dưa leo. Chân dây đó con. 1 phút Minh Khang miêu tả cho cha. Bắt đầu. Cha này hơi bị quen à. Dạ, yeah, con không có nói nha. Cái trái gì á mà bự bự á. Mà ở nhà ba hay thường ăn á. Nó màu xanh á. Lúc mà ba ăn cơm á. Sao? Ba thường ăn hả? Dạ. Ba thường ăn cơm là ba lấy cái đó là ba cạp. Nó cay á. À. Dép xong. Chưa chính xác. Bây giờ dành lượt trả lời dành cho ba Trung. Gì cây á? Cơm. 10. 9. 8. 7. Trái dưa leo. Sao? Đó, đỏ xanh. Cái gì vậy? 1 phút để Minh Trí sờ và miêu tả món đồ này bắt đầu. Cái trái gì mà màu nâu nâu á ba. Rồi. Hồi nãy đi kiếm lá cờ mình kiếm được á ba. Chắc không? Ráng sờ kỹ đi con, nó có sần sùi không? Hay nó láng? Đúng rồi, nó có sần sùi. Hồi nãy đi kiếm lá cờ mình kiếm được á. Rồi, ok. Củ khoai. Sai. Xin mời ba Vinh. Khoai mì. Sai. Dạ là cà rốt. Củ cải trắng. 1 phút để Nguyên Khang sờ và miêu tả cho cha bắt đầu. Cái gì á mà người ta hay ngủ người ta đi. Người ta chỉnh giờ rồi. Sáng á ba thức. Ba kêu rồi có nói chi nữa vậy. Rồi bây giờ lượt cuối cùng của Minh Trí. 1 phút miêu tả cho ba bắt đầu. Dùng để làm gì con? Trong nhà vệ sinh ba thấy á. Tiếp đi con, nó lớn hay nó nhỏ? Nó hình tròn á, nó dài lắm. Nó dài mà cái đầu hình tròn. Ủa lộn đầu nó không? Lộn đầu rồi. Nó có gai không? Dạ không. Biết chưa? Rồi. Cái đầu cạo rau. Chính xác. Đây. Xin chúc mừng Minh Trí và ba Trung đã chiến thắng và ghi được 1 điểm. Xin chúc mừng. Hay lắm con. Sau nhiều lượt thi đấu thì cả hai đội gần như ngang sức ngang tài. Cuối cuộc thi của ngày hôm nay thì hai đội đang huề nhau, thời gian của ngày thứ nhất đã hết rồi. Trọng trách làm bữa ăn tối cho cả cha và con đầy vất vả và khó khăn sẽ được hai ông bố đảm nhận như thế nào? Mời quý khán giả đón xem tập tiếp theo được phát sóng vào lúc 16:30 thứ bảy ngày 1 tháng 4 trên kênh HTV7.